Hôm nay á, mình sẽ chỉ các bạn cách chiết nhánh cây chanh dây rồi mình trồng cây con. Cây chanh dây này nè, mình trồng cách đây hình như là hồi tháng 7 năm ngoái. Thì tới bây giờ thì mình nghĩ chắc cũng khoảng 8-9 tháng rồi. Lúc mình mới mua về á, cái cây của nó chỉ có một cao chừng khoảng một lóng tay no. Cao chừng khoảng một ngón tay à. Mình nghĩ chắc mình trồng không sâu, mà ai dè sau 8-9 tháng mình trồng nay nó bự như vậy. Mình chưa có bỏ nó xuống dưới đất để mình trồng là tại vì mùa đông mình sợ bên đây lạnh quá nó sẽ chết, nên bởi vậy mình phải dưỡng cái cây chanh dây mình trước, mình dưỡng cho nó thật là tốt thì mình mới đem xuống dưới trồng. Nay bạn thấy nè, nhánh mọc rất là nhiều, mà nói thật ra mình trồng dưới đất với nhiệt độ 32 độ F, cái cây chanh dây mình nó vẫn chịu được. Trừ khi là dưới 32 độ F thì nó mới chết. Nhưng mà nếu cây chanh dây nó chết á thì năm sau nó cũng mọc lại nha. Mình là tính đem cái cây chanh dây này xuống, mình bỏ xuống dưới đất mình trồng. Tới khi mà mùa đông tới đó, mình sẽ đắp mulch dưới gốc, mình giữ ấm cho nó, rồi mình sẽ lấy ni lông mình quấn từ phủ từ dưới gốc lên trên cao chừng khoảng một thước. Nếu mà phần trên nó chết rồi thì không sao, năm sau thì nó cái thân còn lại nó cũng mọc ra, mà nó mọc lẹ hơn là từ dưới rễ đâm lên. Bởi vậy mình sẽ lấy ni lông mình bọc từ dưới gốc cao lên khoảng chừng một thước, mình sẽ giữ ấm cho nó, chứ cây chanh dây nó dài nó bự quá, mình đâu có thể nào mà mình che hết nó được, rất là khó. Mà cây chanh dây nó phát triển rất là lẹ. Thôi bây giờ mình chỉ các bạn chiết nhánh cây chanh dây nha. Nói về cách cắt nhánh chanh dây để trồng cây con á, mình có hai cách. Thứ nhất là mình cắt từ cái ngọn mình trồng xuống. Còn cách thứ hai là mình cắt từ trong thân. Mình cắt từ trong thân, mình ghim xuống mình trồng. Mà thường thường bạn biết không, nếu mà mình trồng từ trên ngọn á, mình đếm, giống mình đếm cái con mắt cua đi, mình thường thường người ta để chừng khoảng một hay hai con mắt thôi, người ta không có để nhiều. Tại vì mình để nhiều quá, khi cái cây nó chưa có rễ thì nó không đủ sức để nuôi nguyên cái nhánh quá bự, nên mình chỉ để một hay hai con mắt thôi. Rồi khi mà các bạn cắt á, các bạn đừng có cắt ví dụ như mình cắt vậy nè, mình đừng có cắt cánh giữa thân này rồi mình để xuống trồng. Tại vì cái chỗ này mình, nếu mà mình cắt ngay cánh giữa thân này mình bỏ xuống trồng thì nó sẽ không bao giờ nó mọc rễ, tại vì cái rễ nó sẽ đâm từ ra chỗ cái những cái lá này nè, những cái khóe lá này, mấy cái rễ nó sẽ đâm ra từ đó. Bởi vậy khi mình cắt thì mình phải cắt ngay đây thì cái rễ nó sẽ mọc ra ngay chỗ này. Cái này mình nghĩ cái ngọn thì mình sẽ lấy cái này làm rễ, mình chừa lại cho nó hai mắt, một cái mắt ở chỗ này rồi tới cái mắt ở đây, rồi mình tới cái đây mình lấy cái này làm cái rễ, mình sẽ cắt ở đây.
Khi các bạn ha cắt rồi á, mấy cái lá này nè các bạn phải tỉa bớt, tại vì cái cây của mình á nó không đủ sức nuôi quá nhiều lá, nên á những cái lá chanh dây á mình phải cắt đi phân nửa, mình chừa một chút xíu thôi, mình đừng có chừa nhiều quá. Còn nếu mà mình trồng từ trong thân á thì bạn nhìn nè, cái thân mình á cái khoảng cách cái này nó quá dài, thì á mình sẽ chừa một con mắt thôi chứ mình không có chừa hai. Mình sẽ lấy hai cái này làm ha gốc rễ, rồi cái này á con mắt này á mình sẽ để cho nó đâm cái nhánh non lên. Bây giờ mình sẽ tỉa thử cho các bạn xem. Như bây giờ á mình muốn ha trồng cái nhánh này, mình sẽ thí dụ mình lấy cái này, cái chỗ này để mình làm cái gốc rễ thì mình phải cắt tới đây. Những cái nhánh này á mình phải cắt bỏ đi hết. Rồi xong á mình cạo cái sau lưng á, mình cạo một chút xíu để cho nó ha mọc thêm rễ. Cái này của mình á nó khó cạo, mình lấy cái kéo mình cạo cho nó dễ hơn. Mình cạo cho cái da nó ra, đó, các bạn thấy không? Cạo cho cái da nó sau lưng cái này nó ra chút xíu. Rồi á, cái lá này của mình á mình đừng có để nó bự quá, mình cắt bớt đi, tại vì nó không có đủ sức để nuôi cái lá này, mình cắt bớt nó đi. Rồi ha, mấy cái nhánh này nè mình cũng cắt luôn, mình cắt cái này luôn. Mình chừa vậy thì khi mà mình ghim xuống dưới đất á, cái này là cái rễ, còn hai cái này á tương lai á nó sẽ mọc những cái nhánh cây ra. Rồi cái lá non, cái mình nếu mà mình trồng cái ngọn á, mình sẽ để nguyên cái ngọn. Rồi mình cũng làm như vậy, giống như là cái gốc nè, ngay chỗ này, ngay cái chỗ cái lá, cái nhánh lá nè là cái gốc. Mình cắt nó đi. Rồi ha, mình sẽ cạo sơ cái sau lưng ra cho thấy cái, bạn thấy không? Mình cạo sơ ra, các bạn thấy nè. Rồi xong á, mình cũng cắt lá bớt, mình không có để nhiều quá. Mình cũng cắt bớt mấy cái sợi dây ra. Thì cái này á, mình bây giờ mình được hai nhánh để trồng rồi. Thường thường á mình á trồng cây á, sau khi á mà mình cắt như vậy thì mình phải lấy cái thuốc mọc rễ á, mình chấm ở dưới gốc để cho cái cây của mình á nó mau mọc rễ. Cái thuốc đó thì mình mua ở giống như là Walmart hay là những cái chỗ trồng cây á, họ bán rất là nhiều. Nhưng mà theo mình á, mình không có sử dụng cái đó, mình sử dụng quế. Quế á, thì nhà Việt Nam mình ở đâu á, cũng có cái hũ này hết. Quế thì rất là rẻ, chỉ có 99 cent một hũ này thôi. Nhưng mà cái công dụng của nó cũng y chang như cái thuốc mọc cây. Quế á, thì có nó giúp cho mình này giống như là diệt nấm trong đất, rồi giúp cho cái rễ cây á, nó mọc lẹ. Quế rất là tốt nha bạn. Giống như là trước khi mà mình ha gieo mầm á, mình muốn cho cái mầm mình không bị hư á, thì mình rải một chút quế lên đất. Bây giờ mình sẽ ha lấy cái nhánh cây này là mình chấm vô nước để cho nó có chút nước á, khi nó mới dính được quế. Các bạn thấy nè, và mình ghim vô cái ly. Thường thường á cái ly như vậy á mình sẽ cắt ở dưới cái đít của nó. Nó có mấy cái lỗ để thứ nhất á, là nó thoát nước, thứ hai á là để nó hút nước lên.
Xong rồi á, mình sẽ lấy cái bao ni lông nè, mình che lại. Cái ha, công dụng của cái bao ni lông này á, là nó ha, giữ ẩm cho cái cây của mình. Tại vì cái cây của mình nó không có rễ, bởi vậy ha, nó sẽ ha, làm cho cái cây của mình á, nó dễ bị khô. Bởi vậy ha, mình phải lấy bao ni lông á, mình há che nó lại. Thường thường á, người ta để ở ngoài, nhưng mà mình á, thì để trong cái hũ nước này nè, để cho cái ha, cái hũ á, nó hút nước lên, nó giữ ẩm cho đất, và nó giúp cho cái cây của mình á, mọc rễ rất là lẹ. Mình nghĩ á, mình để trong đây á, chừng khoảng ha, một tuần là nó có rất là nhiều rễ rồi. Cái nấm này mình cũng làm giống như vậy. Xong rồi mình lấy cái bao này mình che lại. Rồi mình bỏ vô đây. Mình sẽ làm tiếp thêm há nhiều cây nữa. Mình làm được 7 chậu rồi nè. Tuần sau nó sẽ lên 7 cây. Nếu mà các bạn mình mà ở gần nhà mà muốn trồng chanh dây á, thì liên lạc mình sẽ cho các bạn. Thật ra chanh dây trồng rất là dễ, chiếc nhánh mình trồng cũng rất là dễ, các bạn không có cần mua cây đâu. Mình trồng như vậy thì ha, chừng khoảng 2-3 tháng sau là ha, nó cao tới đầu mình rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Bye bye.